Rồi, mến chào anh em nha. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu với anh em một con máy DC60 nha. Thì con này là còn zin 3 cục luôn ha. Số khung của nó là 15654 nha. Để em quay sơ sơ cho anh em xem. Bơm ở đây động cơ nguyên xi nha anh em. Động cơ đó là nguyên xi luôn. Máy Thái. Nhập từ Thái. Máy này còn đẹp lắm. Đó. Máy là 1747. Máy Thái xịn. Nhập về bữa container, cái hộp đó là còn hộp sắt luôn nha, còn đẹp luôn á, ít hiếm lắm. Đây bông cuốn Thái đây này nha, bông cuốn Thái thì nó xài thục nó nha đó. Quay cho anh em xem, đây hơi chật quá. Đây không lai một thứ gì luôn ha anh em. Rồi để em quay sơ sơ cho anh em xem nha. Đây, tem DC60 Thái đời đầu ha. Cái này không có đâu còn đâu. Cái máy này hàng em lấy từ bên Thái nhập container về. Lưới zin. Đó. Cái này đi nó luôn, chủ cũ cũng kỹ lắm nha. Để lớp vô cho nó khỏi bị bụi. Đây. Này cứng quá. Này cũng là còn đầy đủ luôn nha anh em. Đầy đủ luôn. Rồi nè, nâng hàm luôn. Dỡ hàm lên chưa anh? Tiếp cho anh em xem nha. Mới có 2000 giờ nha anh em. Cái này chính xác là 2000 giờ luôn. Cả cái chi tiết này chưa có mục gì hết nha, nó là nguyên xi của nó luôn, nước sơn kim đó, máy đời đầu sao nó vậy luôn. Xong con 60 Thái này nha. Rồi xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Bên em dễ nhận diện nha.